Ở đây luôn nữa. Ở đây luôn hả? Ừ. Ủa vậy là hai chồng không có đất đai nữa hả? Không có gì chứ, có cái ghe cào đó. Cái ghe cào là ghe nào đó chú? Không biết, không có cái nào đó. Cái ghe này quá. Khổ thấy làm mướn không còn sống mà còn chết. Giờ căn nhà này giống như nó lạnh luôn rồi. Ừ. Đâu còn ai nữa, còn gì nữa. Hai chồng không có con cái hết luôn hả chú? Không? Trời ơi. Vợ đó hồi trước là có vợ có con. Dạ. Con riêng. Dạ. Giống như anh chị này chắc nói rồi. Ở thương ở với nhau vậy thôi. Thằng này trai, nó còn trai. À anh là chưa vợ. Chưa vợ. Cô tìm gặp nào chú? Cũng 3-4 năm rồi. Ý là tìm gặp hai chồng thấy hồi nào á? Từ buổi sáng. Mới sáng á. Ừ. Là thấy lượt hai vợ chồng luôn hay sao? Ừ. Nói chung với đội cứu hộ cứu nạn tìm kiếm cũng cực lắm mấy ngày nay. Chưa... Mấy ngày nay đó chứ. Xong rồi. Xong rồi sông Hậu mà đâu phải nó nhỏ đâu. Ừ. Thì mé bên kia là mé Cần Thơ, ừ. Bên đây là Vĩnh Long. Ừ. Thì là cái hôm mà xảy ra sự việc là cách đây 3 bữa trước. Ừ. Là lúc đó là buổi sáng buổi tối chú? Chiều. Buổi chiều ha. Ừ. Con nghe nói là như là chạy cái cào nó bị lọt xuống cái hố ở dưới sông rồi đúng không? Nó vô bọc sình. À. Mới qua nó mới quay lại đốt ngang luôn. Dạ. Yeah. Chỗ này sáng múc sâu lắm. Dạ. Yeah. Là cái khu vực bị sự cố là ở đây luôn hả chú hay ở đâu? Ở trên bến đò quách vậy. Xích tình này chút xíu ha. Tới chừng tìm thì người ta cộng thôi chứ. Ừ. Mười mấy 20 cây số. Không mà mùa này nó lên xuống chứ mà gặp mùa nam mà chắc nó câu tới đại ngãi. Tại sông quá lớn. Ừ. Lên đền nó chẳng. Ừ. Bây giờ cái già này chú có nghe nói là sẽ tính sao không chú? Cha chắc bà già hồi dở đốt thì bỏ chứ có bằng gì vậy? Thì đâu giờ đâu còn ai ở đâu? Đâu còn ai chắc ở? Dở bỏ quá. Ừ, thấy bỏ. Nhà cũng sập sệ cũng hư hết trơn rồi, xuống cấp hết rồi. Trời nó ở đỡ. Này cái chòi thôi chứ nhà. Chòi với cái nhà. Đâu rồi, thở đi đi đâu rồi? Hai. Mới đi ngang ngang á. Đi thẳng rồi. Chị hỏi nó sao nữa. Chị vậy? Cái chiếc xe đạp thì chú nói không chịu chở gì cho nó đi. Biết sao ạ? À? Chở về rồi mình ấy mình mình để chỗ mà để cặp cái mộ cho nó. Muốn con chở này nè, để ra tới đuôi cái chợ này nè, chứ đâu có cái chợ rồi đủ mới đi đâu kêu tôi không à. Thì dưới cũng tôi. Kè đó chú dám vô luôn hả chú? Đâu có gì đâu, chú để đi. Con thấy chú vô con. Thấy chú vô con ớn ớn con dám vô không à. Trời ơi nó gãy hết trơn rồi, tan nát hết rồi. Trời ơi nhẫm nhẫm chân nè, đổ ở cái trời thấy không? Thảm sầu con gái ơi không? Nè chú quay lại đi. Đó. Rồi chỗ ngủ đó hả chú? Ừ, gì nè. Trời ơi. Vợ chồng không còn nữa thì chỗ ngủ vẫn còn đây. Ủa còn phải to đâu trời ơi, được cái đi xuống cái ghe nè, đang đi cào đi xuống sao bước té gãy cái tay đâu mấy tháng trời á, cái tay vừa hết còn sưng nữa rồi tết nhất này nè, không có tiền rồi phải chịu chứ sao đi xuống được cào bắt vợ đi theo cũng cào lấy gai nữa đi kiếm tiền sợ tết đồ mới đi lên tới trển cào đâu có con cào hay cào gì á, trong phim múc sình nó vô sình. Dạ. Rồi bắt đầu cảo lên, bắt đầu chạy vô đó, cái con dây cạo lật ngang nữa. Xe ngắn ghe lật ngang luôn. Thì cái chòi này của hai vợ chồng được gọi là một tổ ấm rồi chứ. Ừ. Đâu có gì đâu, trời nhà không có gì luôn á. Đâu có gì, cái gì nè. Ở gì không nè. Cái chòi tạm bỡ mà. Đúng rồi, gì nè. Nè mấy quạt còn chiếu còn đầy đủ. Nó cái nón này là đủ đi lên tới luôn chở nè. Nó chở luôn đưa rồi. Cái trò này chưa thấy chắc lâu chưa chú? Cái này cũng cả năm mấy rồi đó. À. Trước đó hai vợ chồng sống lên trên sông hay gì chú? Ừ. Thì như sống gì nè rồi đi cào về lên bờ. Nhưng mà không có cái nghề gì nữa.
Rồi đó thì hai chồng chỉ có cái nghề ghe cào thôi. Ừ. Đó là nghề mưu sinh chính của hai đúng vợ chồng. Rồi. Sanh nghề là tử nghiệp. Ừ, người ta nói câu đó. Lưới vẫn còn nguyên nguyên hết đi. Cái sông nè, đây cũng đặt lưới, đặt gần gần bến này nè, chứ không có xuồng đặt nữa. Này là mấy cái lú đúng không chú? Ừ, giáp đi bộ nè, giáp đi dài dài mấy cái bến này đặt. Đẩy bỏ đi chứ không có gì đâu, trời ơi. Tung không thiếu. Cũng đi cũng cào hai ba ghe đó, thấy nó xúc xình rồi mấy thằng em nó cũng thấy. Vừa hôm nó vừa chìm cũng chạy lên, nó chạy không kịp chứ. Thì đó là chú có đi chung không? Không. Không ha. Ở đây có cái quán nó cũng ở đất người ta đó. Dạ. Đất hầm cá này nè. Khi mà mấy anh em thấy chìm cái ghe rồi cái quay lại không kịp. Ừ. Chạy lên rồi nó mất tiêu rồi. Đúng rồi, quá nhanh, nước còn cuốn lắm, nữa. Lẹ lắm, biết sao, nó lội được. Con vợ nó không nước lội. Thành ra đủ nó cấu luôn, ôm thằng này luôn. Mà cái ghe nó chịu ngộ chứ. Dùng cái thùng nước đá mà, cái thùng mà cái kiểu mà bình, thùng tủ lạnh hình đó. Để dưới một cái đó mà nó không nổi lên. Thùng mốt không nổi lên rồi luôn cái can nó ở cái can bự chứ. Nó nằm dưới mình không nổi lên. Tới chừng này mấy ông rặn này nè, mấy ông gà thì dính cái ghe rồi. Chụp cái ghe lên nó phịch lên tới nó đủ cái đồ. Trời, mà lúc chìm nằm ở dưới này không có gì để nổi lên hết. Chìm đứng cái ghe lên, đứng mũi gì. Kỳ trời, vậy mà không phịch lên đâu. Ừ, tại vì nó xuống lỗ sáng á. Nó hạ cái lái ghe xuống nhận mũi tắt lên như nào. Lại kéo ghe lên. Kéo ghe lên bắt đầu cái đồ đạc dụng cụ ở trong ghe bắt đầu cái nó phịch lên. Đúng. Chạy lên là chỉ có cái nón lá của vợ nó nổi thôi. Dạ. Còn như còn một cái bình bông ở trước mũi đó hen. Mà cúng còn đang cúng luôn mà nó không nổi. Rồi kéo ghe lên nó rõ được rồi. Dạ. Bông nó nổi lên. Có nghĩa là cái hiện trạng cái ghe như thế nào mà khi chìm xuống dưới là vẫn y nguyên cái hiện trạng vậy luôn. Ừ. Khi đã tìm thấy chiếc ghe rồi mà cào chiếc ghe là móc chiếc ghe lên á là bắt đầu là những vật dụng bắt đầu nó mới nổi ra. Nổi lên. Nó ngộ chứ, cũng nó chìm mà nó không nổi. Sạp mà nó còn không nổi. Ừ. Mấy cái đồ đó đáng lẽ nó phải nổi, phình lên mới đúng. Đúng rồi, như thùng mốt đồ hay là thùng nước đá rồi nó phải nổi chứ. Nó nổi lên rồi mình bám vào cái đó mình. Rồi, đúng rồi, phải nổi lên là nó ôm mấy cái thùng đó thôi. Đúng rồi, bám theo cái đó cũng được ha. Nhờ cái áo phao. Đúng rồi. Nhưng mà cái áo phao cũng không nổi. Phao này nó có một cái gì đó nữa nó lý giải không được ta. Áo phao nữa là cái áo phao nó cũng phải nổi đó. Không có này giống như khiến rồi. Đi về nhà của nó chứ. Thì nhắc sáng nó về dưới. Đó 9 10 giờ nãy lên đi cào. Tại vì cào rồi rớt chuyện đi. Cái 9 giờ sáng là bao bữa nào chứ? Đây cách nay 2 ngày đó ha. 3 bữa rồi. 3 bữa rồi. Nên nó 3 bữa. Rồi giờ cái ghe cào của hai chồng con em. Đó, canh gì chưa? Hả? À? Ghe nào đó chú? Ghe nào chú? Đem về vậy. Đó. Mới làm dần chơi đó. À, cái ghe đó đây ha. Ừ, mới làm đó. Ghe đó đó hả? Ừ. Ủa còn cái cào đâu chú? Cào dục rồi. Cái cào nó dính dưới bỏ luôn hả? Dục dưới sông nè. Nó đập dưới đó. Hừ. Cái bóng xanh xanh nó phải ở lưới còn lú lên đó. Có cái dây đó. Bộ ghe này cũng lớn chứ sao lớn. Mà nó lật hay ra. Ghe này lớn chứ. Ghe cào đó, ta cũng gì đó. Ghe này lật phải đơn giản thôi. Ừ. Biết sao nó cái cọng dây cho dây đó nha, nó chịch về đây nè, nó nghiêng về cái góc mà một góc thôi à. Là nó lật nó lỉ xuống liền à, giống như là nó chụp lên vậy. Tại vì mấy ông này nó mò á. Ghe này mình thấy là bự lắm á. Ừ, phải nhỏ đâu à, đâu phải muốn lật là dễ đâu. Thôi dễ
Lúc đó là mới có cào được 1-2 cào thôi hả chú? Trời ơi, lên cào như được 2 cào à. Cào 3 ghe đó. Mấy em kia thấy hình nó xuất sình rồi. Xuất sình rồi, như là đúng người ta xuất sình, người ta chạy vô bờ thì chạy vô bờ phóng xuống mình đỡ. Thì mình đổ cái sình ra ha. Đủ chạy vô bờ, chưa tới bờ nó lật chìm. Ở đây chứ đâu bình vợ nó kìa. Ở trong Vĩnh Long, trong cái gì Long Hồ Thắng. Giờ là tiếp tục đưa người vợ đi nha mọi người.